Con sinh năm 2007. Con đến từ Hà Nội. Con được học trung tâm bóng đá học được 2 em. Con học được 35 rồi ạ. Buổi hè này con được học những bộ môn là võ, bơi với cả bóng đá. Có ạ. Vâng. Có ạ. Con muốn cảm ơn mẹ con là mẹ con rất là tuyệt vời khi cho con tham gia những bộ môn thể thao ạ. Thế con có cố gắng phấn đấu học tập giỏi tiếp tục là được để cho mình tham gia chơi môn thể thao mà mình thích không? Có ạ. Rồi thì khi con tập luyện thì con có phấn đấu không? Có ạ. Để con luôn luôn đứng vào đội quân của HDS để tham gia những cái giải đấu trong nước và nước ngoài không? Có ạ. Tôi cảm ơn con rất nhiều, chúc con có một mùa hè thật vui nhé. Dạ.